bi hài chuyện mất việc vì ứng dụng báo thức trên smartphone gặp lỗi. Không ít người đã rơi vào tình cảnh oái oăm, thậm chí mất việc, chỉ vì quá tin tưởng vào ứng dụng báo thức trên smartphone. Nhiều người trong chúng ta thường phụ thuộc vào ứng dụng báo thức trên smartphone để thông báo về những công việc cần phải thực hiện, chẳng hạn hẹn giờ để thức dậy vào buổi sáng hoặc hẹn giờ để thông báo khi có cuộc họp sắp đến. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên trang web hỗ trợ của Google, ứng dụng đồng hồ Google Clock được cài đặt sẵn trên nhiều smartphone chạy Android. Trong những ngày vừa qua đã liên tục gặp lỗi khiến ứng dụng không phát chuông thông báo dù người dùng đã hẹn giờ từ trước đó. Nhiều người dùng cho biết họ đã quá tin tưởng vào ứng dụng báo thức Google Clock, nên khi ứng dụng này không phát chuông thông báo đã khiến họ rơi vào nhiều tình huống oái oăm, thậm chí bị mất việc. Tôi đã mất đi công việc dạy học của mình vì bị bỏ lỡ 2 buổi sáng lên lớp, chỉ vì quá tin tưởng vào ứng dụng Google Clock. Một người dùng chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, ứng dụng Google Clock của tôi không phát chuông báo thức. May mắn, tôi chỉ dùng ứng dụng này như một công cụ phụ trợ để thông báo, thay vì sử dụng nó như một công cụ báo thức chính, nên không có sự cố nào xảy ra. Một người dùng khác bình luận trên Reddit, nhiều cư dân mạng cũng cho biết họ gặp sự cố tương tự với ứng dụng Google Clock, chủ yếu là ứng dụng được cài đặt trên các mẫu smartphone Pixel, Oppo, OnePlus. Một vài người đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng này đó là gỡ bỏ và cài đặt lại ứng dụng Google Clock hoặc xóa bỏ bộ nhớ đệm của ứng dụng. Nhưng không phải lúc nào biện pháp này cũng có thể khắc phục được vấn đề. Trong khi đó, nhiều người dùng khác cho biết họ đã cài đặt một ứng dụng báo thức của bên thứ ba vì đã không còn tin tưởng vào ứng dụng Google Clock. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là không phải toàn bộ người dùng đều gặp sự cố với ứng dụng Google Clock, mà dường như sự cố chỉ gặp phải với một số người. Do vậy, chưa rõ sự cố này là lỗi liên quan đến ứng dụng Google Clock hay do lỗi từ thiết bị. Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sự cố gặp phải với ứng dụng đồng hồ của hãng.